Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Di chuyển bằng xe qua cây cầu thì nó sẽ là rất khó khăn. Và bây giờ thì bên phía team King of War cũng bắt đầu giao tranh với TLZ trong khu vực đảo quân sự rồi. Một mạng đến từ cái tên Pháp, PC10 nằm xuống, TLD bị đốt chết bởi quả lửa của Pháp. Và bây giờ thì TLZ chỉ còn là 2 player thôi. Hoàng L đang rất yếu máu nhưng lock fire ở dưới tầng 1 thì đã bị hạ gục bởi Linux rồi. Giờ thì Hoàng L sẽ được xử lý như thế nào trong một tiếng 1v3 đây, quá khó rồi. Béo đã rút nét ra. Và giờ nó có vẻ như đang muốn check up, confirm nốt đi cái mạng của Hoàng L. Đang cố gắng cứu đi vị trí của TLD. Có vẻ như King of War vẫn đang rất từ tốn trong từng bước di chuyển của mình, confirm từng mạng một đã. Biết rằng trên lầu đó chính là Hoàng L rồi, và đó là quả lửa của Béo kết thúc đi được vị trí của Hoàng L. Chuyển khi mà họ vẫn còn rất nhiều xe ở đây. Ở một giữa khác thì Ucam play game đúc đôi với cả Gearbox rồi đây. Hai tuyển di chuyển bằng thuyền nha, và sẽ là giao tranh khu eo biển thôi. Rất nhiều người chơi Gearbox nằm xuống rồi, và có vẻ như là gãy ư. Vâng, Marty đã biết được vị trí của YS hay chưa đây. Có vẻ như YS sẽ bỏ lại vị trí của Jun mà thôi. Jun bị knock out và chắc chắn sẽ là một tiếng confirm kill luôn dành cho các thành viên của bên phía team Unicorn Play Game. YS đang chết đuối rồi, bây giờ thì YS đúng là chết đuối thật. Đây là một game mà các thành viên Game Home chỉ còn lại 3 player thôi, khi người đội trưởng TK thì đã nằm xuống từ sớm. DBZD Gaming như dự kiến đã bắt đầu đụng độ với Unicorn Cyber, và đó là một mạng trong cái tên NBK. Double knock out cho NBK, một pha xử lý độc lập quá tốt, nhưng cuối cùng thì Minh Quân cũng đã kết thúc được NBK rồi. Giờ thì Aleo lập tức phải nấp đi và hồi máu thôi. Một pha bắn rất khó chịu tên Long Ca, nhưng trong bò thì đó là Game Home giao tranh với Gaming rồi. Hùng Bình Tông chết Curse luôn, một pha mà có vẻ như không ngờ được đụng độ vì đã bị đóng trước đó. Và bây giờ thì Red Gu bắt được tên Doctor Logi rồi. Phía Gaming họ đã rụng rơi hoàn toàn đây, và Game Home có vẻ như nhẹ nhàng bỏ túi thêm những cái kill nữa thôi. Thôi xong rồi, Phoenix Gaming đổi được một mạng đến với cái tên Greeny, nhưng có Đức Mỹ ở đây vẫn kịp confirm đi được mạng của Zigu, nhưng Phoenix Gaming bị clear hoàn toàn rồi. Một đội tuyển đã được kỳ vọng rất nhiều giải lần này, nhưng mà đến với vòng chung kết thì họ đã rụng xuống khá nhiều lần, và bây giờ thì Unicorn Cyber cũng đã bị clear hoàn toàn bởi DZ Gaming rồi. Rõ ràng cái việc di chuyển trước vào đảo quân sự đã khiến cho DZ Gaming có quá nhiều lợi thế kể lại. Và ở phía góc 5 giờ của bản đồ chúng ta hãy nhìn đi, game mình nghĩ khả năng cao sẽ đụng độ với đi vai, nhưng Severo quyết định bị tổng cả bản luôn. Họ bị cả DAC, cả Kim Gua, cả Bao Khi xả súng vào, và đó là quá khó để di chuyển. Mất đi tất cả thành viên rồi, và đó là một pha mà Severus họ định làm liều nhưng không thể được. Quá khó, một pha mà gần như là có tới 12 tay súng chĩa súng vào bên phía Severus thì đi kiểu gì đây. Vâng, cần phải có một tiếng 7-4-1 và Zeleo cứu giúp cơ, nhưng bây giờ thì Zeleo còn không cứu được bản thân mình khi top 1 server có quả đất rất tốt. CBD cũng nằm xuống và confirm được mạng của Zeleo đến từ top 1 server rồi, và có vẻ DIC họ sẽ bị kêu tạm thiếu thôi, và đúng là như vậy rồi. 7-4-1 cũng đã được gần tốt sau đó, và chúng ta chỉ còn lại đó 5 team thôi. Một vị trí nằm khá là kín cho Ngọc Tân, nhưng vấn đề nó đang ở phía bên ngoài vòng bò, và khả năng cao Ngọc Tân cũng sẽ phải di chuyển cùng với đội hình bên phía team Gaming X mà thôi. Trong khi đó thì Fergus vẫn knock out đến Nicky rồi, nhưng mạng lại dành cho cái tên Ngọc Tân. Và Ngọc Tân vẫn có thể kiếm được vài kill trong tiếng này. One grenade phát hiện ra Turtle, có flash để trả lên, và giờ thì Turtle mù trắng xóa, chạy đi đâu đây. NBD kết thúc điểm Turtle, và đó là Divine Esports dừng lại trên top 5. Và đó sẽ là những điểm số quý giá cho bên phía của DZ. Nhưng bây giờ thì Kim Vua một pha tấn công vào đến từ cái tên Fergus thì không được rồi. Sao bao cũng nằm lại đây, và có vẻ như DZ Gaming cũng sẽ bị clear hoàn toàn thôi. Kim Vua có cái top 1 trong tay, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng liệu có được kéo được một cái top 2 hay không đây? NBD vẫn đang sinh tồn được nha. Long Ca cần phải sang đường rồi, bắt đầu trả smoke sang đến từ vị trí của Long Ca, nhưng vòng xanh đang dần thu vào. Bây giờ sẽ là câu chuyện ai là người có cho mình cái top 2 thôi, nhưng vấn đề là sau một tiếng công sang đến từ Fergus cũng là Sapao thì tất cả ba ánh nhìn của bên phía King of War đều đổ dồn sang Long Ca rồi, và đó sẽ là một quyết định tự hủy đến cái tên Long Ca. NBD đâu rồi? Rất may là Long Ca tự bị chứ không có rồi, Pháp đẩy lên là cũng có mạng ngay rồi. Một tình huống rất khát nước thì đến Pháp, và bây giờ thì NBD cũng sẽ đi sớm thôi, còn trả cá lửa vào nữa. Quá là cẩn thận đến từ Kim Gua ở vị trí của Béo.